chào các bạn. Mình là Nhật đây. Thời gian qua có rất nhiều bạn tò mò về loại đàn kalimba mà mình đang chơi. Trông cây đàn khá lạ mắt và cầu kỳ, hầu như các bạn chưa nhìn thấy bao giờ. Vậy đó là cây đàn gì? Đó là đàn kalimba 24 phím, một loại biến thể của đàn kalimba truyền thống 17 phím. Các phím đàn của loại kalimba biến thể này được bố trí cao độ tăng dần từ trái sang phải, hệt như một chiếc piano vậy. Với kiểu bố trí phím đàn như vậy giúp chúng ta chơi nhạc một cách thoải mái và dễ dàng hơn so với kiểu bố trí phím đàn chéo. Cụ thể là tay phải chỉ cần chơi phần giai điệu, còn tay trái sẽ chơi hợp âm, vì thế nhiệm vụ của hai tay sẽ không bị xáo trộn như đàn 17 phím. Đối với mình, đây là loại đàn cực kỳ phù hợp cho những bạn mới bắt đầu chơi nhạc. Càng phù hợp với những bạn đã quen chơi piano và đặc biệt phù hợp với những bạn không thể chơi tốt được loại kalimba truyền thống. Với kinh nghiệm chơi nhạc cụ trong nhiều năm của mình, ở video này và những video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi loại nhạc cụ độc đáo này một cách dễ hiểu nhất nhé. Để bắt đầu, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu trúc một bản nhạc trên cây đàn nhỏ xinh này gồm những gì. Bây giờ mình sẽ chơi một bài nhạc rất nổi tiếng. Đó là bài chúc mừng sinh nhật. Đầu tiên chúng ta cần có giai điệu, hay còn gọi là melody. Tiếp theo chúng ta cần hợp âm. Tiếp theo là phần nhịp điệu của hợp âm. Cuối cùng là ghép tất cả lại. Vậy là khi gộp các phần giai điệu, hợp âm, nhịp điệu, chúng ta đã có được một bài nhạc rất hay. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải học cả ba thứ cùng một lúc, vì sẽ rất là phức tạp. Do đó chúng ta sẽ tách các phần ra và tập dần dần theo từng ngày. Trước tiên hãy cùng mình tập phần giai điệu nhé. Phần 1, giai điệu, melody. Ở phần 1, chúng ta sẽ học cách chơi giai điệu trên kalimba từ cơ bản đến nâng cao. Nhưng đừng quá vội. Hãy cùng mình học cách đọc ký hiệu nốt nhạc dành cho đàn kalimba trước, vì có như thế các bạn mới có thể đọc được giai điệu để chơi nhạc. Trên thế giới hiện có hai cách đọc nốt, một là nốt chữ, hai là nốt số. Đầu tiên là nốt chữ, gồm có C, D, E, F, G, A, B. Lần lượt là các nốt đồ, Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Thứ hai là nốt số, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và cũng lần lượt là các nốt đồ Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Trên đàn 24 phím các bạn sẽ thấy trên phím đã ghi sẵn các nốt bằng số, nên các bạn sẽ không cần phải dán thêm bất cứ phụ kiện nào lên đàn nữa. Rất tiện phải không nào?
và trên các phím đàn, các bạn sẽ thấy các nốt có các dấu chấm ở trên hoặc ở dưới. Các dấu chấm sẽ thể hiện cao độ của nốt nhạc. Rất dễ hiểu phải không các bạn? Chúng ta hãy cùng làm một bài kiểm tra nhỏ nhé. Các nốt sau đây là nốt gì? C. Nốt Đô. G. Nốt Son. A. Nốt La. 7. Nốt Si. 3. Nốt Mi. 2. Nốt Trê. F. Nốt Pha. Bạn đoán được bao nhiêu nốt? Nếu sai quá nhiều thì hãy tua ngược để ôn lại nhé. Để kết thúc video này, các bạn hãy cùng mình thực hành một số bài tập giai điệu cơ bản nhé. Ngoài ra, trong video tiếp theo, mình đã soạn sẵn những bản giai điệu khác theo các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn hãy chọn những bài mình thích và tập thành thạo trước. Chúc các bạn thành công, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau nhé.